Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin chuyển nhượng ngày 27 tháng 2 năm 2020. Trước khi đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá, nhớ bấm chuông thật mạnh để nhận được những thông báo, những thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng mỗi ngày. Sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính hiện diện trong bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay. Willian, 99% chia tay Chelsea. Lacazette đã thỏa thuận giữa Arsenal. Đang hồi sinh rực rỡ, cầu thủ đẹp trai nhất MU vẫn suýt bị bán. Roma sẽ không chiêu mộ Chris Smalling. Juventus chơi chiêu hiếm, 2 năm nữa mua được Haaland. Salah sẽ tới Real hoặc Barca. Thưa quý vị và các bạn, theo như Willian, các cuộc đàm phán hợp đồng mới giữa anh và ban lãnh đạo của Chelsea tiếp tục gặp khó khăn và đi vào bế tắc khi đội bóng từ chối thay đổi lời đề nghị của họ. Ngôi sao người Brazil sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa giải này và đang muốn gia hạn thêm 3 năm để tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea chỉ đề nghị cầu thủ đã bước sang tuổi 31 thêm 2 năm và từ chối tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán nếu như Willian và người đại diện không chịu xuống nước. Chính điều này đã khiến các cuộc gặp gỡ dần đi vào ngõ cụt. Tình hình này thật sự tồi tệ với Willian, người không biết liệu có thể thực hiện một thỏa thuận hay không. Đội bóng đề nghị tôi 2 năm và họ sẽ không thay đổi những gì họ đề nghị. Tôi nói tôi muốn hợp đồng 3 năm. Tình hình là rất khó khăn và tôi không biết điều gì có thể xảy ra. Mục tiêu của tôi là tiếp tục làm việc và tập trung vào phần còn lại của mùa giải này để Chelsea có thể giành chiến thắng ở những trận đấu. Ở mùa giải này thì Willian là lựa chọn thường xuyên trong đội hình của huấn luyện viên Fabregas. Anh đã có 5 bàn thắng, 5 được kiến tạo sau 34 trận. Tuy nhiên, có vẻ như cuộc phiêu lưu của cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk tại sân Stamford Bridge sẽ chấm dứt sau 7 mùa giải. Hiện tại thì có khá nhiều đội bóng quan tâm đến Willian như Tottenham, Juventus, Barcelona và thậm chí là Manchester United. Lacazette đã thỏa thuận giữa Arsenal. Chân sút người Pháp Lacazette đã trở thành trụ cột của Arsenal kể từ khi anh chuyển đến từ Olympique Lyon năm 2017 với giá 46,5 triệu bảng. Sau 112 lần ra sân cho pháo thủ, tiền đạo 28 tuổi đã ghi được 44 bàn và đóng góp 21 được kiến tạo. Tuy nhiên, Lacazette đã không được ra sân thường xuyên ở mùa giải này do dính chấn thương và sa sút phong độ. Hợp đồng của anh với Arsenal vẫn còn 2 năm, nhưng tiền đạo người Pháp đang có nhu cầu muốn ra đi để tìm kiếm một bến đỗ danh vọng hơn. Theo The Times, thì Lacazette và ban lãnh đạo Arsenal đã đạt được thỏa thuận cho phép anh ra đi ngay mùa hè này nếu đội bóng thành London không thể giành được vé tham dự UEFA Champions League mùa tới. Arsenal hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém 7 điểm so với đội đứng thứ 4 là Chelsea. Tuy nhiên, họ có thể đủ điều kiện dự Champions League mùa tới nếu như đứng thứ 5 ở trên bảng xếp hạng mùa này và Manchester City bị cấm dự cúp châu Âu. Một con đường khác là vô địch Europa League mùa giải năm nay. Pháo thủ đã vào tới chung kết Europa League mùa giải trước nhưng thất bại trước chính Chelsea với tỷ số 1-4. Mùa giải này họ đã vào vòng 16 và vừa đánh bại Olympiacos 1-0 ở trận lượt đi trên sân của đối thủ. Ngoài nguy cơ mất Lacazette, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng cần phải giữ chân một ngôi sao khác trên hàng công là Aubameyang. Cầu thủ người Gabon là chân sút số 1 của Arsenal kể từ khi gia nhập vào tháng 1 năm 2018 và đang có ý định rục rịch chuyển tới Barca hoặc Real. Đang hồi sinh rực rỡ, cầu thủ đẹp trai nhất MU vẫn suýt bị bán. Như đã biết, cuối tuần qua thì Manchester United đã làm nước lòng người hâm mộ với chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay tại thánh địa Old Trafford khi tiếp đón Watford, đội bóng từng đánh bại họ ở mùa giải này. Bruno Fernandes tất nhiên là cái tên được nhắc tới nhiều nhất sau trận đấu, sau đó là Anthony Martial cùng với Mason Greenwood, những người đã trực tiếp cùng với tiền vệ người Bologna điền tên mình lên bàn tỷ số. Thế nhưng, sẽ là một thiếu sót lớn nếu như bạn bỏ qua Luke Shaw. Trái với những tình huống gây thót tim như kiểu Victor Lindelof, có thể nói rằng Luke Shaw chính là điểm sáng trong hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ trước Watford. Và không chỉ trong trận đấu này, thời gian gần đây cựu sao của Southampton đang tái sinh mạnh mẽ sau quãng thời gian gây thất vọng đầu mùa. Thế nhưng mọi chuyện đáng lẽ ra không diễn như kịch bản trong mơ nếu như Luke Shaw rời Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Cụ thể thì theo The Athletic, lùi lại tháng 11 năm ngoái, khi đó thượng tầng MU đã có ý định muốn bán Luke Shaw. Lý do được đưa ra là bởi họ muốn trao cơ hội bước ra ánh sáng cho Brandon Williams. Nhưng rất may, Luke Shaw vẫn ở lại Old Trafford và ngày càng một tốt hơn, thể hiện được phong độ của mình. AS Roma sẽ không chiêu mộ Chris Smalling.
bỏ lại sau lưng những áp lực khi còn ở Old Trafford, Chris Smalling đã có những màn trình diễn ấn tượng trong áo của AS Roma. Mặc dù thi thoảng vẫn mắc sai lầm nhưng nhìn chung, trung vệ người Anh đã giúp cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ này trở nên chắc chắn hơn rất nhiều trong bối cảnh Hoàng Jesus thường xuyên gây thất vọng, còn Mancini vẫn còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Mặc dù vậy thì Chris Smalling chỉ gắn bó với AS Roma theo dạng cho mượn từ Manchester United và không kèm theo điều khoản mua đứt. Do đó việc anh nói lời chia tay với câu lạc bộ AS Roma sau mùa giải này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều nguồn tin cho rằng trung vệ người Anh sẽ cập bến Juventus. Đội bóng chủ sở Allianz Stadium đang cần tìm một trung vệ mới bởi Giorgio Chiellini đã 36 tuổi. Rugani thì chưa bao giờ mang đến sự tin tưởng tuyệt đối, còn Matip de Ligt và Damiran thì cần thêm kinh nghiệm thi đấu. Song Casio Mercato đã phủ nhận thông tin trên. Theo trang web chuyên đưa tin chuyển nhượng này, và lãnh đạo của Juventus không hề quyết định muốn chiêu mộ Chris Smalling. Trung vệ người Anh sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 11 sắp tới và giám đốc thể thao Fabio Paratici không muốn chi một số tiền lớn để mang anh về sân Allianz Stadium. Ngoài ra thì Smalling cũng sẽ khó hài lòng đáp ứng được những yêu cầu cho hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Maurizio Sarri nếu vị chiến lược gia người Napoli còn tại vị. Juventus chơi chiều hiếm, 2 năm nữa sẽ mua được Haaland. Chỉ sau nửa mùa giải, cái tên Erling Haaland đã khiến cả châu Âu rung chuyển. Tiền đạo người Na Uy đã ghi được 28 bàn sau 22 trận trong áo của Red Bull Salzburg. Chỉ tính riêng ở đấu trường UEFA Champions League, chàng trai 20 tuổi cũng đã có 8 lần sút tung mảy lưới của đối phương, giúp cho đại diện của nước Áo cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Napoli trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội. Trong tháng 1 năm 2020, hàng loạt đội bóng lớn và tên tuổi như Juventus, Manchester United, Borussia Dortmund đã tìm đến Red Bull Salzburg để hỏi mua Erling Haaland. Cuối cùng thì tiền đạo người Na Uy đã quyết định cập bến Signal Iduna Park. Tại đội bóng mới, Haaland tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với 12 bàn thắng sau 8 trận đấu. Vậy nên nhiều ông lớn cũng sẵn sàng chi ra số tiền rất lớn để cướp chàng trai 20 tuổi này từ tay của Borussia Dortmund. Trong đó Juventus đang tỏ ra rất sốt sắng. Mối quan hệ đối tác giữa Juventus và Borussia Dortmund đang trở nên rất tốt đẹp sau khi lão phu nhân chấp nhận để Emre Can cấp bến Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng đông vừa qua. Theo La Gazzetta dello Sport, kể từ tháng 6 năm 2022, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Erling Haaland với Borussia Dortmund sẽ có giá trị 75 triệu euro, vậy nên giám đốc thể thao Fabio Paratici sẵn sàng thực hiện một kế hoạch khó tin. Cụ thể họ sẽ bỏ ra 75 triệu euro để đặt cọc và chờ thêm 2 năm nữa để được Erling Haaland về với Juventus. Salah có thể sẽ tới Real hoặc Barca. Liverpool đã vô địch UEFA Champions League vào mùa trước, vô địch siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup, đồng thời chuẩn bị tiếp cận cúp bạc Ngoại hạng Anh ở mùa giải này. Trong 2 năm đại thành công vừa qua, đóng góp của Salah là vô cùng to lớn và anh đã trở thành một biểu tượng tại Anfield. Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia Gary Neville, nếu như muốn phát triển sự nghiệp, Salah cần phải đến La Liga. Tôi từng nói 18 tháng trước rằng Salah sẽ rời Liverpool một ngày nào đó, có cảm giác rằng Salah muốn ra đi, đến Real hoặc Barcelona thực hiện một bước tiến lớn. Đó không phải là sự chỉ trích đối với Salah. Tôi từng chơi với David Beckham, Ruud van Nistelrooy và Cristiano Ronaldo. Họ đều được muốn truyền cảm hứng để giành quả bóng vàng. Họ tới Real Madrid để giành được ánh sáng chiếu rọi và thi đấu cho câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Giữa sự thân thiết và trung thành, liệu Salah có ra đi? Tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ Salah sẽ dùng Liverpool như một bước đệm cho sự nghiệp. Anh ấy có tham vọng muốn đến một nơi to lớn hơn. Hãy thành thật với nhau, rất nhiều cầu thủ coi Real và Barca là đỉnh cao của bóng đá. Ở một diễn biến khác, chia sẻ trên Sky Sports mới đây, Jamie Carragher tin rằng nhiều người sẽ cảm thấy rất vui nếu như Liverpool bán đi Mohamed Salah. Với những gì và những người ngoài cuộc, họ sẽ đánh giá Salah là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Còn cổ động viên Liverpool, tôi cho rằng họ không thực sự coi trọng Salah. Với những gì mà Salah đóng góp cho Liverpool kể từ khi tới đây từ Roma, cậu ấy xứng đáng được trân trọng hơn. So với mùa giải đầu tiên, Salah bây giờ không thể ghi được tới 44 bàn như mùa giải đầu tiên nữa. Rất khó để làm được điều tương tự khi các hậu vệ đã để ý tới bạn. Tôi luôn nghĩ rằng Salah có thể thay thế ở Liverpool và với số tiền thu về từ việc bán cậu ấy, đội bóng có thể đưa về nhân tố thay thế. Tôi nghĩ Liverpool sẽ không chủ động bán Salah, nhưng nếu cậu ấy muốn ra đi thì câu lạc bộ hoàn toàn chủ động được. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá, bấm chuông để nhận được những thông tin chuyển nhượng hay nhất và mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.